Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Chan đọc truyện ngôn tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn đang nghe tập 18 bộ truyện tâm lý xã hội Bạn Chan của tác giả Giá Oản Trúc qua sự diễn đọc của Chan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 77. Dạo gần đây Trung Định gần như đều đi từ sáng sớm, nói là phải ra ngoài tiếp tục giao bán nhà, xe. Nói như thế này, nghe qua quả thật khiến cho người ta thổn thức không thôi. Thật ra thì đương sự hai người lại chẳng để ở trong lòng. Trung Định trước nay không để tâm đến tiền bạc. Hứa Huệ Tranh từ nhỏ cuộc sống đã chẳng sung túc, nhưng cũng có một nhà hạnh phúc vui vẻ trôi qua. Trong suy nghĩ của cô, nghèo có kiểu sống của nghèo, giàu có cách sống của giàu. Khi Trung Định mất đi bối cảnh cao không thể với tới, khoảng cách giữa cô và hắn lại càng thêm gần gũi. Cô trên danh nghĩa là giúp hắn quản lý sổ sách, nhưng căn bản là cô chẳng có chút khái niệm quản lý tài chính gì hết. Chừng 10 ngày, Trung Định sang tay thành công một căn hộ trong trung tâm thành phố. Tiền bán nhà toàn bộ đều chuyển vào tài khoản của Hứa Huệ Tranh. Cô ở đó tính lãi suất, tiền gửi theo kỳ hạn, sau đó thì cực kỳ phấn khởi. Trung tiên sinh, chúng ta cứ gửi tiền thế này một năm, mỗi tháng đều có 7.000 tiền lãi đó. Trung Định dương mắt nhìn chiếc răng khểnh thoáng lộ ra của cô, hừ nói, quả nhiên là chi túc thường lạc. Qua vài ngày, Trung Định bán chiếc xe đã qua sửa chữa kia đi, tiền vẫn vào trong tài khoản của Hứa Huệ Tranh. Sau khi cô biết được, cô có một loại tâm tình không sao nói nên lời, có vui, có xót. Qua trận vận động buổi đêm trước khi ngủ, Hứa Huệ Tranh nằm bẹp trên giường, không còn chút sức lực nào để nhúc nhích. Đợi đến khi hô hấp của hai người chậm chậm bình ổn lại, không biết tại sao cô lại nghĩ đến việc này, bèn nhắc nhở. Ngộ nhỡ em quẫn tiền chạy mất thì anh thiệt to. Trung Định vẫn nằm sấp trên người cô. Nghe câu này xong hắn hơi chống người dậy ngẩng đầu. Nói em ngốc cũng không sai. Sao? Cô quay đầu nhìn hắn. Chạy rồi thứ em có được chỉ có tiền. Dáng vẻ của hắn có loại lười biếng sau khi được thỏa mãn. Bàn tay hắn dạo chơi trên lưng của cô. Còn ở lại, em có một đại soái ca có 102. Sau khi cân nhắc, cái nào lời hơn? Hứa Huệ Tranh nghe thế, nỗi chua xót trong lòng càng thêm đậm. Đây vốn phải là một ma vương ngông cuồng tự đại, không ai bì nổi, nhưng lại bị cô kéo vào phàm trần. Tay phải của cô vòng qua ôm lấy cần cổ của hắn. Vậy em chọn đại soái ca? Trung Định cúi đầu hôn xuống lên dái tai của cô khẽ ngợi. Lựa chọn thông minh nhất đời của em chính là cái này đấy. Thứ bảy, Hứa Huệ Tranh không có lớp. Từ sáng sớm tinh mơ, Trung Định đã tâm huyết dâng trào, chở Hứa Huệ Tranh đến làng đại học. Nói rằng hai người học lực trung học bọn họ phải đi dựa chút hơi nơi thư hương thế này. Cô mặc kệ hắn chém gió. Trên đường đi qua một cửa hàng tiện lợi của một trường đại học, hắn kêu cô xuống xe, đi mua hai chai nước lựu ép nhập khẩu. Hứa Huệ Tranh rất nghi ngờ. Cửa hàng nhỏ như này, làm sao mà có nước lựu ép nhập khẩu cơ chứ? Cuối cùng Trung Định sửa lời, kêu cô đi mua hai chai nước suối bình thường. Cô đồng ý. Sau khi cô xuống xe, hắn hử một câu, đi nhanh về thong thả. Tiệm tiện lợi này không lớn, hàng quán nhét đầy ngập, chỉ chừa một lối đi nhỏ. Phía quầy bên trong có một cậu trai đang khom lưng tìm gì đó. Hứa Huệ Tranh thuận tay lấy hai chai nước suối trên kệ hàng, đi đến quầy tính tiền. Cậu trai đứng thẳng người dậy. Chào chị, tổng cộng 3 đồng ạ. Cô ngẩng đầu nhìn cậu trai, sau đó chấn động. Cô không biết mình có nhận lầm người hay không, thế nhưng thật sự là quá giống. Cậu trai nhìn cô chăm chú, ánh mắt đảo quanh mặt cô. Dần dần, mặt của cậu nổi lên vẻ không thể nào tin được. Cậu kéo cái khóa sau chỗ quầy hàng ra, mở rộng vòng tay, ôm lấy vai của cô, vòng lấy che chở cô trong ngực mình. Hứa Huệ Tranh mở to hai mắt, mờ mịt nhìn một loạt bao thuốc trên mặt quầy, nhưng lại nhìn không rõ. Tầm mắt của cô mờ nhạt rồi, cô cứ thế ngây ngốc đứng đó, mỗi tay vẫn đang cầm một chai nước suối. Cậu càng ôm cô càng chặt, đôi mắt cũng đã ướt đẫm. Hứa Huệ Tranh đã hiểu, cô nhớ thương những gì, Trung Định đều biết hết. Cô đặt hai chai nước xuống vỗ về lưng cậu bé, khó nén nỗi nhớ mong, gọi lên, Thất Trúc. Cậu thiếu niên trong ký ức đã cao hơn cả cô rồi. Chị đã đi đâu? Rốt cuộc là chị đã đi đâu? Giọng của Hứa Thất Trúc rất kích động. Hứa Huệ Tranh cái gì cũng chẳng thể nói. Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền vội vàng tránh vùng khỏi vòng ngực của Hứa Thất Trúc, kéo lấy tay trái của cậu. Quả nhiên, thiếu mất một ngón tay áp út. Nước mắt lập tức tràn mi. Ngày đó cô còn từng có lòng nghi ngờ, nghĩ rằng ngón tay mà mình nhận được có thể không phải của Hứa Thất Trúc. Vào giây phút này, cô vui mừng vì bản thân đã khuất phục Chu Cát Vũ,
Nếu không gia đình cô đã vì cô mà nhận lấy những tổn hại còn nặng nề hơn. Hứa Huệ Chanh đau lòng sờ sờ tay của Hứa Thất Trúc. Ánh mắt của Hứa Thất Trúc chỉ tập trung trên mặt cô, cố gắng lồng ghép người phụ nữ trước mắt và người chị năm xưa lại với nhau. Chị trắng hơn ngày trước nhiều, cũng mập ra. Những đặc điểm bên ngoài này khiến cho cậu được an ủi đôi chút. Ít nhất chị của cậu hẳn là đã sống không tệ. Mấy năm nay chị đi đâu vậy? Sao chẳng liên lạc gì với gia đình cả? Hứa Huệ Chanh ngẩng đầu nhìn cậu, vừa khóc đó rồi lại cười. Thật chúc lớn lên rồi, cao lên rồi. Năm cô rời khỏi nhà, cậu mới 11 tuổi. Cô vẫn còn nhớ lúc cô xách hành lý ra khỏi cửa, thằng bé còn đi theo phía đằng sau. Sau khi xe lửa nổ máy, cậu vẫn còn vẫy tay. Chị, rảnh rỗi nhớ về thường xuyên nhé. Cô mãi không một lần trở về. Chị về nhà đi. Hứa Thất Trúc trở tay nắm lấy tay của cô. Em lớn rồi, có thể tìm được việc làm rồi. Không cần chị phải vất vả thế nữa. Chị về nhà đi. Ừ, chị về nhà. Mấy năm này, Hứa Huệ Chanh dựa vào lòng tin với tình cảm gia đình mới sống lay lắt qua ngày được. Nếu không, thì trong những năm tháng tăm tối không ánh mặt trời đó, cô đã từ bỏ tính mạng của mình rồi. Mặt Hứa Thất Trúc cuối cùng cũng giãn ra. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra bấm số, tay trái kéo lấy cổ tay của Hứa Huệ Chanh, sợ rằng cô lại không thấy nữa. Sau khi bên kia điện thoại gọi thông, cậu không che giấu được vui mừng. Mẹ, con gặp được chị hai rồi. Cậu cười nhìn Hứa Huệ Chanh tiếp tục nói. Chị rất tốt, con cho chị nói chuyện với mẹ nhé. Tâm tình của Hứa Huệ Chanh cuộn trào sôi sục. Cô run run nhận lấy điện thoại. Mẹ. Tiếng gọi này chứa đựng nỗi mong nhớ của rất nhiều năm trời. Nước mắt vốn đã ngăn lại được của cô lại tuôn trào. Mẹ Hứa ở đầu dây bên kia kêu ôi một tiếng. Trở về rồi. Mẹ Hứa kiểm lại không được nỗi kinh ngạc lẫn vui mừng. Là xỉu nha, thật sự là xỉu nha. Mẹ. Hứa Huệ Chanh cố không khóc, gọi từng tiếng. Mẹ. Ôi. Mẹ Hứa đột nhiên không biết nên nói gì nữa, chỉ lặp lại. Trở về nhà là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Cho đến khi tâm tình hai mẹ con hơi ổn định lại, mẹ Hứa lau đi nước mắt. Xỉu nha rảnh thì về nhà ăn cơm, có được không nào? Hứa Huệ Chanh khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc. Được ạ. Lúc này đúng lúc có một sinh viên bước vào mua đồ, nhìn thấy tình cảnh ở trước quầy tính tiền, cậu ta có phần kinh ngạc, đứng trước cửa do dự. Hứa Huệ Chanh vội xoay lưng lại, lau nước mắt. Mẹ, tối con sẽ gọi điện lại cho mẹ. Được được, mẹ đi nói với cha con nghe tin tốt lành này trước. Mẹ Hứa nói rất gấp gáp, có nỗi vui mừng không chờ đợi được. Bên này sau khi cúp máy, Hứa Huệ Chanh vẫn không nhúc nhích. Đến khi Hứa Thất Trúc tiếp đón xong cậu sinh viên kia, cô mới quay người lại. Hứa Thất Trúc nhận lấy điện thoại, rồi gọi cho bạn cùng phòng của mình, có ý kêu bạn cùng phòng của cậu đến làm thay. Cậu bạn đó phải chừng 10 phút mới đến nơi. Hứa Huệ Chanh nhớ đến Trung Định vẫn còn đứng chờ ở bên ngoài, bèn giải thích với Hứa Thất Trúc. Bạn của chị đợi ở ngoài, chị đi nói với anh ấy một tiếng. Hứa Thất Trúc gật đầu cười nói, chị, một lát nữa chúng ta về gần đây ăn cơm trưa nhé. Được, tất nhiên là được, không chỉ cơm trưa, ngay cả cơm tối cô cũng muốn ăn với cậu. Hứa Huệ Chanh ra ngoài gõ gõ cửa xe của Trung Định. Sau khi hạ cửa kính xuống, hắn nhướng mày lên. Đi rồi à? Không phải. Trong bụng cô thầm nghi, hắn biết rõ mà còn cố hỏi. Em gặp được em trai của mình rồi, em ấy ở bên trong. Trung Định nhìn đôi mắt khóc đến đỏ au của cô, khóe môi sạch xuống. Chạy đến trước mặt đàn ông khác khóc lóc thành thế này, xem anh là không khí à? Đó là em trai của em mà. Hứa Huệ Chanh dùng mu bàn tay lau mắt mình. Rất lâu rồi, em không được gặp lại em ấy. Lần sau không được thế nữa. Hắn vươn tay nâng mặt cô lên. Tiểu sơn trà trắng trẻo mập mạp này, cười lên là xinh đẹp nhất. Cô cúi đầu nhìn xuống gương mặt tuấn tú của hắn, khẽ khàng nói. Cảm ơn anh. Ừ, giọng điệu rất đương nhiên. Anh có muốn cùng ăn cơm với em trai em không? Tùy thôi. Nếu Trung Đình đã nói như vậy, chính là tỏ ý hắn không kháng cự. Thế nên Hứa Huệ Chanh lại quay về căn tiệm, đợi bạn học của Hứa Thất Trúc đến thay ca, rồi cô dẫn Hứa Thất Trúc đi ra phía xe. Hứa Thất Trúc nhìn thấy chiếc xe đó trong lòng sửng sốt. Cậu từng nhìn thấy loại giống như thế này ở trên tạp chí của bạn học. Trước tiên đừng nói đến kiểu dáng, chỉ mỗi cái hiệu xe thôi, cũng không phải cấp bậc bình dân rồi. Cô kéo Hứa Thất Trúc ngồi ở đằng sau xe. Hứa Thất Trúc rất cẩn trọng. Hứa Huệ Chanh giải thích ngắn gọn. Trung tiên sinh, đây là em trai em trai ruột. Cô còn đặc biệt nhấn mạnh từ ruột. Thất Trúc,
đây là Trung tiên sinh. Trước kia Trung Định không cảm thấy ba chữ Trung tiên sinh này có gì đó không ổn, mà nay khi nghe thấy lại cảm thấy, khi so sánh với cách xưng hô hai từ Thất Trúc, Thần Sơ thấy rất rõ. Từ sau khi hắn và cô xác định quan hệ, cách gọi đó của cô chưa từng thay đổi. Hơn nữa cô rõ ràng không chỉ rõ ra thân phận chính xác của hắn. Ồ, cậu em vợ. Trung Định mở miệng nói câu này khiến cho cả Hứa Huệ Tranh và Hứa Thất Trúc đều ngây người. Hứa Huệ Tranh đang nghĩ, bản thân và người nhà đã nhiều năm như vậy chưa gặp mặt, nếu như kéo một người đàn ông theo, có thể là quá đột ngột rồi. Thế nhưng Trung Định ở trước mặt đây rõ ràng là không vui. Cô tỏ ra lúng túng. Thất Trúc, anh ấy là bạn trai của chị. Hứa Thất Trúc càng thêm sửng sốt vì quan hệ giữa Hứa Huệ Tranh và Trung Định. Ánh mắt của cậu nhanh chóng lướt qua giữa hai người. Chào anh. Người đàn ông ngồi ở ghế lái khí chất bất phàm, tướng mạo hơn người, lại là anh rể của mình. Ở gần trường đại học không có nhà hàng cao cấp nào, chỉ có những hàng quán bình dân. Con đường này một bên là quán ăn, còn bên kia là ruộng rau. Hứa Thất Trúc chọn một điểm ăn tứ xuyên thường hay vào. Trung Định tùy ý dừng xe ở trước cửa. Sau khi Hứa Thất Trúc xuống xe, Hứa Huệ Tranh nhanh chóng kéo Trung Định. Nếu như anh ăn không quen, thì về nhà em sẽ nấu cho anh ăn sau. Bữa cơm này anh cứ ngồi cùng chúng em được không? Em với ai là chúng em hả? Trung Định lành lạnh liếc cô một cái. Xuống xe. Hứa Huệ Tranh e rằng hắn sẽ chê điều kiện ở nơi này, lại nói, một chút anh đừng có kén chọn nhé. Trung Định không nói gì, tự mình xuống xe trước, sau đó mở cửa xe sau dùng cô. Được rồi, nếu không thích ăn thì anh sẽ ngồi hút thuốc. Cô nghe ra ý thỏa hiệp trong lời hắn nói, mỉm cười. Trong lúc ăn cơm, Hứa Thất Trúc hỏi thăm tình hình mấy năm nay của Hứa Huệ Tranh. Cái này, cô không dự tính sẽ kể đúng theo sự thật những chuyện đã gặp phải trong mấy năm nay, nhưng trong chốc lát, nghĩ không ra được lời giải thích nào phù hợp. Sau này hẵng nói đi. Hứa Thất Trúc rõ ràng là có hoài nghi, cậu lại nhìn về phía Trung Định. Tay của Trung Định đang nghịch một chiếc mặt dây chuyền, thỉnh thoảng còn tung hứng. Hắn chú ý đến ánh mắt đánh giá của Hứa Thất Trúc, thản nhiên nhìn lại. Hứa Huệ Tranh vội uống một ngụm trà. Thất Trúc, trong nhà vẫn tốt chứ? Vẫn tốt. Trong lòng Hứa Thất Trúc có thắc mắc, nhưng thấy Hứa Huệ Tranh không mấy sẵn lòng nhắc chuyện quá khứ, cậu cũng không ép tiếp nữa. Cậu kể lại những chuyện đã qua trong Hứa gia. Từ sau khi Hứa Huệ Tranh rời khỏi nhà, mẹ Hứa duy trì thói quen mỗi ngày đều gọi điện thoại. Sau này đột nhiên không có tin tức gì, mẹ Hứa sốt ruột đến chết đi được. Đi hỏi cô gái cùng đi với Hứa Huệ Tranh, cô gái đó lại chẳng biết gì cả. Kinh tế Hứa gia không dư giả gì, thiếu đi một người làm việc là Hứa Huệ Tranh. Rất nhiều công việc liền rơi vào cha Hứa và Hứa Thất Trúc. Mắt của mẹ Hứa không được như xưa, chỉ có thể giúp một số chuyện vặt. Thế nhưng dù có khó khăn hơn nữa, Hứa gia cũng không hề từ bỏ việc tìm kiếm con gái. Họ đăng tin giao vặt tìm người trên báo, kéo dài cả một năm, vẫn bật vô âm tín. Sau này, do căn nhà của Hứa gia nhiều năm tuổi quá rồi, có vài chỗ bị dột nước, cha Hứa một mình dùng xi măng chét vá một hồi, không bao lâu sau đó, một trận mưa lớn dội xuống, trần nhà lại bị dột. Trùng hợp là khi đó, cha Hứa có một người bạn làm môi giới địa ốc ở thành phố G. Trong tay có một căn hộ 2 tầng diện tích nhỏ, chủ nhà đang muốn bán gấp, giá cả khá hời. Cha Hứa suy đi nghĩ lại, thành phố G cách thành phố C không bao xa, đến thành phố C tìm việc làm tốt hơn so với ở trong thôn nhiều. Thế là ông đáp tàu lửa, đi thành phố G một chuyến. Trước lúc đi, ông dặn dò Hứa Thất Trúc chăm sóc mẹ cho thật tốt. Hứa Thất Trúc vẻ mặt cẩn trọng gật đầu. Sau nhiều lần đàm phán về giá cả căn nhà, cuối cùng cũng đã ổn thỏa. Cha Hứa hỏi bạn bè mượn chút tiền, gom đủ để đóng đợt đầu. Lúc rời khỏi thôn làng, Hứa gia sợ Hứa Huệ Tranh trở về tìm không thấy nhà, thế nên bèn chép một mẩu địa chỉ mới cho các láng giềng chòm xóm quen biết, chỉ mong con gái có thể tìm được nơi đến. Hành động này sau này đã cung cấp cho Chu Cát Vũ một con đường tắt để tìm được Hứa gia. Dọn đến thành phố G không bao lâu, cha Hứa liền đến thành phố C tìm việc làm. Ông làm bảo an trong một tiểu khu dân cư, một tháng về nhà 2 lần, bởi vì cha Hứa tính cách chính trực, làm việc có trách nhiệm. Có vài hộ gia đình trong tiểu khu cứ đến lễ Tết là lại biếu ông vài món quà nhỏ. Sau này tiểu khu được bầu là một trong 10 khu phố văn minh nhất, thế là toàn bộ công ty bảo an đều được tăng lương. Cha Hứa được đề bạt lên phụ trách công cụ dụng cụ trong tiểu khu. Lúc này, đời sống của Hứa gia cũng dần dần khá lên. Vì được thăng chức, cha Hứa không cần phải trực đêm nữa. Số lần về nhà cũng nhiều lên. Chuyện Hứa Thất Trúc bị mất ngón tay, đến giờ cậu vẫn không biết mình đã đắc tội người nào. Một tối nào đó,
Cậu qua con phố khác để mua thuốc nhỏ mắt cho mẹ Hứa. Cậu muốn về sớm một chút nên đi vào đường hẻm nhỏ. Kết quả có hai tên to lớn bịt mặt xông ra. Hai gã đó chắc hẳn biết tay cậu có nốt ruồi. Một trong hai tên bắt lấy tay của Hứa Thất Trúc, lật qua trở lại xem xét tỉ mỉ, sau đó nói ở ngón áp út. Sau khi chuyện đó xảy ra, Hứa Thất Trúc đã báo cảnh sát. Thế nhưng con hẻm đó không có camera quan sát, đèn đường bên ngoài cũng khá tối, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng lưng hai gã kia lúc bỏ đi. Cuối cùng vụ án không thể xử lý được. Chuyện ngoài ý muốn này khiến cho mẹ Hứa khủng hoảng mất một thời gian. Sau này, theo thời gian dần trôi, bà cũng dần bình phục. Năm ngoái Hứa Thất Trúc dự thi đại học ở thành phố D, thế nhưng cậu chỉ điền bừa lên thôi. Cậu muốn vào đại học ở thành phố C. Thành phố C ở trong vùng Tứ Xuyên, cậu sẽ tiện về nhà chăm sóc mẹ hơn. Thế nhưng cậu thi đại học không thuận lợi, bị phân đến thành phố D. Bây giờ cuối cùng cậu cũng biết, đó không phải là không thuận lợi, mà đó chính là cơ hội cho cậu gặp lại chị gái mình. Lúc nghe chuyện về ngón tay, sắc mặt của Hứa Huệ Chanh trở nên trắng bệch. Trung Định ở bên cạnh nắm chặt tay cô, lực tay không lớn, nhiệt độ nơi lòng bàn tay lại rất ấm nóng. Cô trở tay siết chặt tay hắn. Hứa Thất Trúc nhìn thấy thế an ủi rằng, không đau nữa chị à, bây giờ không còn đau nữa rồi, cuộc sống hàng ngày cũng không có vấn đề gì cả. Cô âm thầm cắn chặt răng, chỉ sợ vừa lên tiếng sẽ lại nức nghẹn. Trung Định cầm ấm trà lên, rót cho cô một ly. Cứ mãi tán gẫu về những chuyện đã qua, trà nguội hết rồi. Hứa Huệ Chanh kiềm chế cảm xúc chậm rãi nói, đã là quá khứ rồi. Bây giờ cô có Trung Định thương yêu, còn tìm được cha mẹ em trai, cô đã hạnh phúc rồi. Mẹ Hứa chẳng bao lâu lại gọi điện thoại tới. Hứa Thất Trúc cười cười bắt điện thoại. Mẹ, mẹ đừng sốt ruột, con đang đi ăn cơm với chị đây. Nhưng mẹ Hứa sao có thể không nóng ruột được. Bà đêm ngày mong ngóng con gái về nhà, đã nhiều lần mơ thấy con gái bị một đám khói đen chụp lấy. Bà thường khóc đến tỉnh giấc, không đến nỗi đôi mắt lại càng thêm mờ mịt. Đến khi điện thoại được truyền đến tay Hứa Huệ Chanh, mẹ Hứa gọi, xỉu nha, về nhà đi. Hứa Huệ Chanh nghe thấy lời mẹ nói, làm gì còn kiềm chế được nữa. Cô cực kỳ kích động đồng ý. Mẹ, con sẽ về nhà ngay. Trung Định liếc nhìn cô, Hứa Thất Trúc nhìn Trung Định một cái. Người đàn ông này từ khi ngồi xuống chẳng nói bao nhiêu, cũng không cười gì. Chiếc xe đỗ bên ngoài của anh ta thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Đương nhiên, anh ta ngồi ở nơi này cũng rất hút mắt. Hứa Thất Trúc phỏng đoán người bạn trai này là thật hay là giả, hoặc là thứ hắn ta nhìn chúng có phải là ngoại hình của chị gái hay không. Lúc trước, Hứa Huệ Chanh là một cô gái da ngăm đen có tiếng. Cô ra ngoài làm việc đồng áng, dưới ánh nắng chói chang lâu ngày, da rẻ ngăm đen, vẻ duyên dáng của ngũ quan hoàn toàn bị làn da ngăm đen che lấp. Hơn nữa, thôn của họ gái đẹp nhiều, thế nên nhan sắc của chị cậu trở nên rất bình thường. Ngày trước, Hứa Thất Trúc không hiểu, sau này lớn lên rồi, nhìn lại những tấm hình trước kia của Hứa Huệ Chanh, cậu liền cảm thấy đám đàn ông con trai trong thôn đều mắt mù cả rồi. Rõ ràng chị cậu thừa hưởng tướng mạo từ mẹ, nếu như da dẻ trắng nõn thì nhiều người theo phải biết. Mà nay tuy rằng chỉ có mập hơn trước một chút, nhưng ngũ quan vẫn như thế, đâu kém gì. Hứa Thất Trúc chỉ hy vọng chị gái cậu và anh bạn trai này có quan hệ đứng đắn. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với mẹ Hứa, tâm tình của Hứa Huệ Chanh không thể nào bình tĩnh lại được nữa. Cô nóng ruột muốn về nhà ngay lập tức, không thể chờ đợi được. Hứa Thất Trúc thấy thế dịu dàng nói, chị đừng kích động, trong nhà hiện rất tốt. Hứa Huệ Chanh gật đầu rồi lại gật đầu. Mặc dù nói vậy nhưng cô thật sự rất muốn nhìn thấy bố mẹ. Đã 6 năm rồi cô không được gặp họ. Trụ cột tinh thần để cô có thể kiên trì nhiều năm như vậy, không gì ngoài mái nhà đó. Bỗng trong Hứa Huệ Chanh cảm thấy được ánh mắt ở bên cạnh. Thế là cô quay đầu sang, bắt gặp đôi mắt của Trung Định. Đôi mắt hắn thâm thúy như đầm đen, không chút gợn sóng. Cô đột nhiên ý thức được gì đó, thế là dần dần bình tĩnh lại. Trung Định vì cô dường như đã buông bỏ tất thảy. Nếu như cô chỉ để ý đến mỗi chuyện đoàn tụ của mình, vậy sẽ đưa hắn vào vị trí nào đây? Hứa Huệ Chanh khẽ khàng nắm lấy tay Trung Định, hắn tránh khỏi. Cô lại nắm lấy, hắn trực tiếp đút tay vào túi. Cô lại quýnh quáng lên rồi, nhưng mà lần này là vì hắn. Hứa Thất Trúc nhìn hành động của đôi nam nữ này, đủ loại phán đoán lướt qua trong đầu. Trong những phán đoán đó, tình huống có khả năng lớn nhất chính là chị gái của cậu đang phải nhẫn nhục chịu khổ. Nhất thời tinh thần trách nhiệm bảo vệ chị gái của Hứa Thất Trúc theo đó mà tới. Trong cặp của cậu có đôi găng tay, lúc này vừa khéo có nơi để dùng. Cậu đưa đôi găng tay qua. Chị, nếu như chị lạnh, đôi găng tay này chị lấy đi.
Hứa Huệ Tranh ngẩn người mờ mịt, Trung Định thì lại lập tức hiểu ra, hắn thoáng giễu cợt liếc nhìn cô. Hứa Huệ Tranh nhận được ánh mắt của Trung Định, vội vàng vắt vắt tay với Hứa Huệ Tranh. Chị không lạnh. Sau đó cô túm lấy tay trái của Trung Định. Trung tiên sinh, chúng ta đi Tứ Xuyên du lịch được không? Trung Định không trả lời. Đầu xuân, nhiệt độ tương đối thấp. Cô mặc đồ rất dày, nhưng ngón tay thì vẫn có chút lạnh lẽo. Nhiệt độ đó tiếp xúc với lòng bàn tay của hắn có chút gai buốt. Kỳ thật hắn đã lường trước được tình cảnh này. Sự kiên trì của cô với người nhà sâu sắc như vậy, làm sao có thể chỉ động nhất đặt hắn vào trong đáy lòng chứ? Trung tiên sinh, âm thanh của cô thật thấp. Chúng ta đi Tứ Xuyên du lịch được không? Hắn dùng tay phải móc hộp thuốc ra. Tùy, tay trái vẫn mặc cô túm lấy. Hứa Huệ Tranh cười, trong lòng cô biết lúc này hắn không hoàn toàn thoải mái, nhưng mà ở trước mặt của Hứa Thất Trúc, cô cũng không tiện bộc bạch cõi lòng với Trung Định, chỉ có thể tạm hoãn lại. Cô quay đầu nhìn Hứa Thất Trúc, vẻ mặt của Hứa Thất Trúc rõ ràng là không tán thành. Thất Trúc, cô tiếp tục cười, Trung tiên sinh cũng là người nhà của chị. Động tác kẹp điếu thuốc của Trung Định chậm lại trong khoảnh khắc, sau đó lại thuần thục ngậm lấy, đốt thuốc. Hứa Thất Trúc nhìn thế nào cũng cảm thấy, biểu hiện của Trung Định thật sự vô cùng lạnh nhạt, có chỗ nào giống bạn trai chứ. Nhưng nhìn thái độ bảo vệ của Hứa Huệ Tranh, Hứa Thất Trúc có trăm lời ngàn chữ cũng phải nuốt trở xuống. Bữa cơm trưa này, ăn hết cả 1 tiếng rưỡi đồng hồ, cơ bản đều là Hứa Huệ Tranh và Hứa Thất Trúc nói chuyện, cơm rau cũng là hai người họ giải quyết. Trung Định không ăn được cay, ở bên cạnh hút điếu thuốc rồi gác đũa. Hôm nay cô và Hứa Thất Trúc gặp mặt là do Trung Định an bài, nhưng Trung Định không ngờ tới, nhìn thấy dáng vẻ kích động nồng nhiệt thế này của cô, hắn lại có cảm giác khó chịu. Cô có cha mẹ, có em trai, còn hắn chỉ có mỗi mình cô. Nghe chuyện cũ của hai chị em này, hắn hồi tưởng lại một chút giữa mình và Kiều Diên. Hai anh em họ là thụ tinh trong ống nghiệm, Trung Phụ và Trung Mẫu trước khi kết hôn chưa từng nói chuyện với nhau, sau khi kết hôn cũng chưa từng nằm chung một giường. Cho dù là trong những dịp hội họp gia tộc, Trung Phụ và Trung Mẫu cũng có khoảng cách. Trung Định trời sinh lạnh lùng, từ hồi còn nhỏ đã như vậy. Nhưng mà có lẽ tình thân khác thì hắn không có, nhưng đối với vai trò của một người anh trai, hắn lại cực kỳ để tâm. Đây lại rất giống với tình thương của Hứa Huệ Tranh đối với Hứa Thất Trúc. Trung Định dùng tâm tình loại suy này để nghĩ, liền cảm thấy sự tồn tại của em trai cô không còn chướng mắt đến thế nữa. Hắn nhìn về phía ruộng rau ở đối diện đường cái, sau đó cảm thấy quần áo của mình như bị kéo một chút. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Huệ Tranh dương đôi mắt trong vắt, khẽ cười tủm tỉm. Trung tiên sinh, buổi chiều Thất Trúc còn phải làm việc tại cửa hàng, chúng ta đi dạo nhé. Vẫn là giọng điệu không nóng không lạnh như cũ. Hứa Huệ Tranh chẳng để bụng chuyện này, thế nhưng Hứa Thất Trúc nghe vào tai, lại cảm thấy chị gái mình tủi thân rồi. Lông thanh toán, Hứa Huệ Tranh tỏ ra mình chẳng có một xu lẻ nào. Hứa Thất Trúc lập tức nói, chị, em có tiền. Cô lại ngăn động tác móc tiền ra của cậu, đôi mắt trông ngóng nhìn về phía Trung Định. Thế là Trung Định đi trả tiền. Hứa Huệ Tranh thế này rõ ràng là lệ thuộc tiền bạc, khiến cho sự ngờ vực của Hứa Thất Trúc càng thêm sâu. Vào khoảng trống lấy tiền, Hứa Huệ Tranh đi vào toilet. Cô vừa đi, đám nữ sinh bàn bên càng chú ý về bên này. Tướng mạo của Hứa Thất Trúc cũng không tệ, chỉ là vẫn ở độ tuổi thanh niên, hơn nữa ăn vận cũng mộc mạc. Trung Định thì lại không như thế, với cái sự cao quý bẩm sinh mà có, khuôn mặt dáng vóc xuất chúng quả thật khiến cho mấy cô nữ sinh đỏ mắt tim run. Hứa Thất Trúc lễ phép châm trà cho Trung Định. Trung tiên sinh, anh và chị tôi quen biết nhau bao lâu rồi vậy? Cậu nghe chị mình xưng hô như vậy, bèn cũng gọi theo. Trung Định nhìn xoáy nước trong ly trà của mình, hơi nhướng mày. Rất lâu. Rất lâu là bao lâu? Hứa Thất Trúc không hỏi tiếp, mà đổi chủ đề khác. Tôi hy vọng sau này chị ấy sẽ hạnh phúc vui vẻ. Trung Định cầm ly trà lên. Đó là tất nhiên. Hứa Thất Trúc cười cười. Trung Định lắc lắc ly trà sau đó đặt xuống. Hắn nhìn Hứa Thất Trúc. Cô ấy sẽ hạnh phúc. Câu này đã là cực hạn mà hắn có thể nói ra rồi. Những lời hứa hẹn khác, hắn chỉ nói cho Hứa Huệ Tranh nghe mà thôi. Hứa Thất Trúc bán tín bán nghi, bởi vì giọng điệu của Trung Định lơ đãng bình thường, chẳng bày ra bao nhiêu thành ý. Không bao lâu sau thì Hứa Huệ Tranh đã quay trở lại. Lung ra khỏi quán cơm, cô rất tự nhiên quàng tay của hắn, cười rất vui vẻ. Thất Trúc, em đi làm đi, chị và Trung tiên sinh ở đây đi dạo. Hứa Thất Trúc cũng cười theo, nghe chị hết. Trung Định đưa Hứa Thất Trúc về cửa hàng tiện lợi, sau đó chở Hứa Huệ Tranh lòng vòng xung quanh. Niềm vui sướng của Hứa Huệ Tranh không che đậy được. Trung tiên sinh, anh đối với em thật là tốt.
Hắn quả thật là ánh sáng hy vọng trong cuộc đời này của cô. Lời này đi mà nói với em trai của em ấy. Cô xoay đầu nhìn hắn. Hả? Trung Định nhìn thẳng đèn đỏ phía trước, cả cái liếc mắt cũng chẳng cho cô. Hứa Vệ Tranh mở mịt. Nói với Thất Trúc cái gì? Hắn lười để ý đến cô, dứt khoát không nói tiếng nào. Nhìn dáng vẻ đó của hắn, cô khẽ khẽ kêu. Trung tiên sinh. Đèn xanh sáng, hắn nổ máy xe. Hứa Vệ Tranh nhớ lại hoàn cảnh lúc ăn cơm, ý thức được cô thật sự đã bỏ lơ hắn. Bèn nịnh nọt nói. Đã mấy năm rồi em không được gặp Thất Trúc, có rất nhiều chuyện còn chưa kịp nói với em ấy. Sườn mặt của Trung Định vẫn như cũ. Buổi tối em sẽ long trọng giới thiệu Trung tiên sinh của em với Thất Trúc. Cô cười nói, Trung tiên sinh của em đẹp trai nhất trên đời này. Cuối cùng hắn cũng liếc cô một cái. Hứa Huệ Tranh tiếp tục nói, Đại soái ca. Cô hiểu hắn, nói lời ngon ngọt nào cũng không bằng khen hắn đẹp trai đâu, bởi vì hắn ấu trĩ như thế này đấy. Quả nhiên, Trung Định hừ một tiếng biểu thị đáp lại. Hứa Huệ Tranh thích dạo quanh vườn trường. Trước kia thỉnh thoảng cô lại đi tản bộ trong ngôi trường đại học gần phố ẩm thực. Chỉ là bởi vì cái liên tưởng này, cô nhớ lại dáng vẻ đứng đợi của Kiều Diên ở trước cổng trường. Trung Định đã từng nói, mối tình đầu của hắn là cô. Vậy thì đối tượng thất tình mà Kiều Diên đã nói là ai chứ? Lúc trước, Trung Định đưa cho cô một chồng bản vẽ phát. Bởi vì dạo này khá bận rộn cho nên cô đều chỉ lật xem đứt quãng. Sau khi câu chuyện thời trung học kết thúc, tranh vẽ của Kiều Diên liền trở nên tùy ý. Phong cảnh con người đều có cả, cô không có tế bào nghệ thuật. Nếu đã không có quan hệ gì nhiều đến Trung Định, khi xem cô cũng chẳng mấy để tâm. Bây giờ cô suy nghĩ, có lẽ có thể tìm thấy manh mối trong đó không chừng. Trung Định dừng ở khu vực đỗ xe, chỗ lầu học. Bắt đầu từ khi hắn bước xuống xe là đã thu hút đủ loại ánh nhìn chăm chú. Hứa Huệ Tranh không quen những ánh mắt đó, thế là cô bèn chọn một con đường tương đối vắng vẻ. Cô và Trung Định tay nắm tay, chậm rãi bước từng bước. Cô đã từng nghĩ, tương lai có một ngày cô có thể thoải mái đi dạo trong sân trường, không gánh nặng, chẳng áp lực. Khung cảnh trong ảo tưởng khi đó, bên cạnh không có anh chàng nào bầu bạn, mà hiện thực bây giờ còn tươi đẹp hơn cả miêu tả. Trung Định cảm thấy cứ đi chậm rãi không mục đích thế này, rất lãng phí thời gian. Nhưng khi nhìn thấy cô hào hứng hăng hái, hắn lại không nói gì. Tâm tình của Hứa Huệ Tranh hoàn toàn thả lỏng, trở nên ríu rít như chim chích, không ngừng nói về những chuyện ngày xưa ở quê nhà. Trung Định thỉnh thoảng đáp lại cô một hai câu. Lúc mới đầu khi gặp gỡ, cô luôn là bộ dáng chết lặng trì độn. Bây giờ qua vài tháng, cái đơn thuần ngờ nghịch trong tính cách vốn có đã dần dần lộ ra, làm cho thần sắc của cô cực kỳ sinh động. Hắn nghiêng đầu nhìn cô cười tươi như hoa nở. Đột nhiên hắn vươn tay ra, nhéo nhéo gương mặt của cô. Tiểu Sơn Trà. Hứa Huệ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn cười hì hì hai tiếng. Qua một khoảng thời gian nữa được rảnh rỗi, chúng ta đi Tứ Xuyên ngắm hoa sơn trà. Đôi mắt cô sáng lên, cười càng thêm rạng rỡ. Trung tiên sinh, cảm ơn anh. Nói xong, cô kích động ôm lấy hắn một cái. Khi ý thức được đây là sân trường, cô lại vội vàng buông ra. Trung Định ôm lấy cô. Liệu em có ở lại quê nhà, không trở lại nơi này nữa không? Cô lắc đầu, em vẫn sẽ theo anh. Tình cảm của cô và hắn, cùng với tình cảm giữa cha mẹ em trai, không giống nhau. Cô muốn về nhà thăm cha mẹ, nhưng cô cũng biết hắn là chồng của cô, hắn đã hứa cho cô cả một đời. Lời này vùi tay, Trung Định cong cong đôi mắt. Để khen thưởng, anh mời em bữa thịt cá xả láng. Cô cựa khỏi vòng ôm của hắn, nhắc lại, em đang giảm cân. Buổi tối mấy ngày trước, không biết làm sao khi cô đang tắm thì Trung Định đột nhiên xông vào, dọa cho cô sợ giật bắn cả mình. Hắn tung hứng trước chìa khóa, tựa vào bên cửa, cười như đang câu hồn. Chỉ lúc ở trên giường, hắn mới cười như thế này. Sau đó khi cô nhìn thấy bóng dáng hai người đang triền miên qua chiếc gương, khóc không ra nước mắt. Hắn vai rộng hông hẹp, cô chỗ nào cũng là thịt. Sự chênh lệch này khiến cô tự ti đến nỗi muốn độn thổ. Không phải đã giảm rồi sao? Trung Định cảm thấy khi ôm cô không còn đầy đặn như trước nữa. Chỉ mới giảm được một chút xíu thôi. Hứa Huệ Tranh khẩy ngón tay cái tỏ ý đại khái chỉ có nửa cm. Rất tốt. Hắn bắt lấy tay cô, để khen thưởng. Mời em thịt cá xả láng. Cô nghi ngờ, có phải hắn lấy cách thức nuôi heo để đối xử với cô hay không vậy? Từ sau khi biết được tung tích của Hứa Thất Trúc, Hứa Huệ Tranh bèn thường xuyên đến làng đại học. Bởi vì công việc làm thêm, thời gian rảnh của Hứa Thất Trúc không nhiều, đa phần đều là hai chị em ăn bữa cơm. Còn về chuyện quá khứ, Hứa Huệ Tranh tùy tiện bịa ra một câu chuyện. Đại khái nói rằng, năm đó cô tìm việc làm gặp tai nạn bất ngờ,
đụng phải đầu bị mất trí nhớ, nửa năm gần đây mới hồi phục. Câu chuyện này là cô bịa ra, khi cô và Trung Định nói chuyện còn hỏi, Trung tiên sinh, thật Trung có tin không? Chắc là không, Trung Định trả lời như thế. Cô vừa nghe đã khẩn trương, vậy phải làm sao? Anh bịa một câu chuyện cho em đi. Không rảnh suy nghĩ, hắn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, em cứ nói thế với cậu ấy đi. Thật giả của câu chuyện cũng không quan trọng. Quan trọng chính là lý do mà cô che giấu là bởi vì chua xót và đau khổ, là người thân của cô. Việc nên làm chính là chôn cất quá khứ của cô, chứ không phải hết lần này đến lần khác xé toạc vết thương của cô ra. Về điều này, Trung Định nghĩ, nếu như Hứa Thất Trúc thật sự yêu thương chị gái mình, cậu ta sẽ hiểu. Nhưng nếu Hứa Thất Trúc ngu xuẩn không nhanh nhạy, Trung Định cũng chẳng ngại lên lớp cho cậu em vợ này một phen. Bởi vì hạnh phúc của Hứa Huệ Chanh là chuyện mà Trung Định phải lo lắng cả một đời. Đến cuối tháng 4, tình trạng bận rộn của Trung Định cũng dần dần dịu bớt. Hắn đặt vé đi Tứ Xuyên. Nói ra cũng khéo, ngày 30 tháng 4 Hứa Thất Trúc không phải lên lớp, thêm vào kỳ nghỉ ngắn mùng 1 tháng 5, cộng lại cũng được 4 ngày trời. Cậu xin nghỉ phép bên cửa hàng tiện lợi, cùng Hứa Huệ Chanh về nhà. Hứa Huệ Chanh thật sự vui vẻ vô cùng. Cô hẹn Hứa Thất Trúc ra ngoài dạo phố, mua cả một đống quà cho cha mẹ. Mua xong trở về lại có chút hổ thẹn. Dù sao thì cô vẫn chưa có công việc chính thức, kinh tế dựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ của Trung Định. Cô ngập ngừng nói, Trung tiên sinh, nhà còn đủ ăn không vậy? Trung Định hỏi lại, sổ sách không phải do em quản sao? Số tiền đó em đều đang để tiết kiệm ấy. Hắn chuyển toàn bộ tiền bán xe bán nhà vào tài khoản của cô xong thì chưa từng hỏi thêm điều gì. Cô đã nghe hắn nói từ sớm, tài khoản của hắn đều đã bị đóng băng cả rồi. Cô buồn bực, chi tiêu sinh hoạt thường ngày, hắn lấy tiền từ đâu ra đây? Từ từ để dành. Hắn không biểu hiện gì nhiều, tiền tích cóp của tương lai chúng ta dựa vào em hết đấy. Hứa Huệ Chanh nghe giọng điệu này của hắn, liền cảm thấy hắn không mấy để tâm. Chuyến đi này Trung Định đặt vé hạng nhất. Hứa Huệ Chanh líu lưỡi, sao không mua hạng phổ thông vậy? Hạng phổ thông hết vé rồi, hắn trả lời rất đương nhiên. Vé máy bay ngày 1 tháng 5 thật sự rất khó lấy, thế là cô tin lời giải thích của hắn. Thành phố G không có sân bay, vé máy bay của họ là bay đến thành phố C. Cha Hứa làm việc ở thành phố C, kỳ nghỉ ngắn, vốn ông chỉ được nghỉ một ngày, nhưng do biết con gái và con trai sẽ trở về, ông bèn đổi ngày nghỉ với đồng nghiệp, xin nghỉ thêm một ngày nữa. Mấy người Hứa Huệ Chanh đến sân bay của thành phố C vào buổi chiều, cha Hứa vẫn chưa tan ca. Sau cuộc điện thoại với cha Hứa, cô nói, Trung tiên sinh, ba em phải 5 giờ rưỡi chiều mới có thể đi, chúng ta đợi một chút, đi cùng ông luôn nhé. Trung Định không có ý kiến gì. Buổi sáng hắn đã liên hệ với công ty cho thuê xe, bây giờ xe đã được đưa tới sân bay đúng hạn. Hứa Thất Trúc đã bắt đầu quen với các loại phục vụ chu đáo của ông anh rể tương lai này. Một đoàn người ở trong nhà hàng gần với khu phố nơi cha Hứa làm việc chờ đợi. Sập tối, cha Hứa gọi điện thoại tới. Sau khi nhận điện thoại, Hứa Huệ Chanh không thể kìm nén được tâm trạng nôn nóng của mình. Vừa nói vừa đi ra ngoài nhìn quanh, nhìn thấy bóng dáng của cha Hứa ngoài cửa sổ. Nước mắt của cô liền rơi xuống, tiếng nói cũng trở nên nức nở. Cô vội vã chạy ra khỏi nhà hàng. Trung Định và Hứa Thất Trúc chậm chậm theo sau. Cha Hứa gạt đi nước mắt trên mặt Hứa Huệ Chanh, một câu hoàn chỉnh cũng thốt không nên lời. Đợi khi tâm tình của hai cha con bình tĩnh lại, Hứa Thất Trúc đến bên ôm lấy cha Hứa một cái. Hứa Huệ Chanh lau sạch nước mắt, quay đầu nhìn Trung Định. Cô cười với hắn, sau đó kéo tay của cha Hứa. Ba, để con giới thiệu cho ba, đây là Trung Định, là Trung tiên sinh của con. Trung Định bước lên trước, hơi hơi gật đầu, chào chú. Coi như đây là thời điểm lễ phép hiếm có khó tìm của hắn. Tốt, tốt. Cha Hứa lại gật đầu đáp lại. Trước đó cha Hứa cũng đang nghe Hứa Thất Trúc nhắc tới người con rể tương lai này, bây giờ mới gặp, quả nhiên là phong độ bất phàm, dáng vẻ đường hoàng. Cha Hứa vừa nhìn, nửa ý kiến phản đối cũng không có. Từ nơi này lái xe qua thành phố G đại khái cần 2 tiếng chạy xe. Ở nhà mẹ Hứa đã thu xếp một phần, có vài việc không làm được, bèn đợi cha Hứa về đến nhà rồi làm tiếp. Trên đường, Hứa Huệ Chanh và cha Hứa ngồi cùng nhau nói chuyện suốt. Tiếng phổ thông của cha Hứa không tốt, lúc nói chuyện với người nhà vẫn nói bằng giọng Tứ Xuyên. Trung Định nghe không hiểu, thế nhưng hắn biết cô nương ngốc kia đã nở thành đóa hoa rực rỡ rồi. Tiếng nói của Hứa Huệ Chanh vừa mới truyền từ ngoài cửa vào thì nước mắt của mẹ Hứa đã lan dài. Bà vội vàng mở cửa kêu lên, xỉu nha! Mẹ! Hứa Huệ Chanh chạy tới, ôm lấy mẹ mình. Hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc. Hứa Thất Trúc ở bên cạnh khuyên, mẹ à, chị đã trở về rồi, phải vui lên chứ.
Đúng đúng đúng, phải vui lên. Mẹ Hứa lau nước mắt, tỉ mỉ ngắm nhìn đứa con gái đã xa cách lâu ngày. Mắt của bà không được tốt, nhìn vật gì cũng phải tập trung chú ý thì mới thấy được rõ. Bà vươn tay xoa mặt con gái. Xỉu nhá, thật là xinh đẹp. Nước mắt của Hứa Huệ Chanh vẫn chưa cạn, nhưng vẫn toét miệng cười. Lúc này lòng cô đầy ấm áp niềm hạnh phúc. Cô kéo Trung Định giới thiệu với mẹ Hứa. Mẹ Hứa mỉm cười. Nào, ngồi xuống hết đi. Thật chúc, đi pha trà. Bà chăm chú nhìn con gái một hồi, sau đó cười càng thêm hân hoan. Bởi vì khi con gái nhìn chàng rể tương lai này, trong mắt dạt dào tình ý. Hứa Thất Trúc đặt quà cáp xuống, dạ một tiếng rồi đi nấu nước. Cha Hứa thì vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Hứa Huệ Chanh vốn muốn vào giúp đỡ, nhưng bị mẹ Hứa kéo lấy. Xỉu nha, ngồi nói chuyện với mẹ. Xa cách 6 năm đằng đẵng, mẹ Hứa lại không hề hỏi tỉ mỉ những chuyện đã qua của Hứa Huệ Chanh. Bà chỉ nói, trở về là tốt rồi. Mẹ Hứa đưa ly trà cho Trung Định. Bất ngờ là Trung Định có chút cẩn trọng, hắn dùng hai tay đón lấy, khẽ nói tiếng cảm ơn. Trước nay, hắn là hạng người vô lễ cổ quái, nhưng mà hôm nay lại tỏ ra rất có giáo dưỡng, trả lời nhã nhặn điềm đạm. Vốn ban đầu Hứa Huệ Chanh còn lo lắng, sợ khi gặp cha mẹ cô, hắn vẫn cứ cái dáng vẻ lạnh nhạt hững hờ trước kia. Thật không ngờ, giờ bộ dáng chàng rể ngoan như vậy. Cô càng lúc càng thích. Lúc mẹ Hứa hỏi về gia đình của Trung Định, màu sắc đôi con ngươi của hắn tối đi, sau đó hơi mỉm cười. Cha mẹ đều đã mất. Hứa Huệ Chanh sững sờ. Mẹ Hứa nhất thời lúng túng. Xin lỗi, thím quá đường đột rồi. Không sao ạ, Trung Định vẫn cười cười. Hứa Huệ Chanh biết quan hệ trong nhà hắn không tốt, thế nhưng lại không ngờ hắn dùng bốn chữ đó để hình dung. Cô đau lòng, bởi vì Hứa Huệ Chanh đã nhắc nhở Trung Định không thể ăn cay, cho nên bữa tối nay của Hứa gia toàn bộ đều không bỏ ớt. Trung Định chỉ liếc nhìn một cái thì đã hiểu, bữa cơm này là chú ý đến khẩu vị của hắn. Nơi này so với Trung gia kia của hắn hoàn toàn bất đồng. Căn nhà này đại khái chỉ có khoảng 60 mét vuông, còn không được bằng 1 phần tư căn phòng 2 tầng của hắn. Chứ đừng nói đến căn biệt thự lâm viên xa hoa của Trung gia. Lối đi chất đống các thứ vật dụng lặt vặt khiến cho không gian sinh hoạt càng thêm nhỏ hẹp. Cơm tối chỉ là những món ăn thường ngày, không thể nào so bì với những sản phẩm tinh xảo thượng đẳng của đầu bếp trong Trung gia. Thế nhưng không khí đầm ấm nơi này lại vượt xa Trung gia cả trăm lần. Một nhà cười nói vui vẻ, hòa hòa thuận thuận. Căn phòng đơn giản dường như được mạ lên một lớp vàng ấm, cực kỳ ấm áp. Hứa Huệ Chanh đột nhiên nhìn sang sườn mặt của Trung Định, đó là vẻ mặt dịu dàng hiếm khi thấy được. Cô nhìn ngắm một hồi, không kiềm được lại mỉm cười. Hắn cảm giác được, quay đầu lại, cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Tay của cô trốn dưới gầm bàn, nắm lấy tay của hắn, nhưng lại bị hắn bắt lấy. Mặt cô đỏ lên, sợ bị cha mẹ nhìn ra manh mối. Thế là cô hơi chút vùng vẫy. Trung Định cười cười, buông tay của cô ra. Hứa gia chỉ có hai căn phòng, lúc này lại có tới 5 người. Tuy rằng Hứa Huệ Chanh và Trung Định ở chung đã lâu, nhưng dưới mắt của cha Hứa mẹ Hứa, con gái vẫn còn là một cô nương chưa gả, cho nên tối nay cô không thể cùng giường với Trung Định được. Cuối cùng Trung Định đi ra ngoài khách sạn, Hứa Huệ Chanh và mẹ Hứa chen chúc trên một chiếc giường, cha Hứa ngủ trong phòng của Hứa Thất Trúc. Hứa Thất Trúc thì có một chiếc giường gấp. Vốn là Hứa Huệ Chanh muốn cho Hứa Thất Trúc cũng ra ở ngoài khách sạn, nhưng cậu nói khách sạn ngủ không quen. Khách sạn là do cha Hứa chọn, không xa, chỉ ở con phố kế bên, do ông đưa Trung Định qua đó. Hứa Huệ Chanh không quen thuộc thành phố G, nhưng nhìn khu vực nơi này, cô đoán rằng chẳng thể có khách sạn nào cao cấp. Cô sợ Trung Định sẽ chê, dù sao thì hắn trước nay vẫn là tầng lớp thượng lưu, sao có thể thích ứng với cuộc sống bình dân nhanh thế được. Thế là trước khi Trung Định sắp ra khỏi nhà, cô kéo hắn ra ngoài ban công một lát. Trung tiên sinh, cô đè thấp âm lượng. Nếu như anh thấy nơi đó không tốt, thì cũng đừng nói trước mặt ba em. Ừ, hắn nắm lấy vai cô kéo đến bên mình. Tiểu Sơn Trà, hôn tạm biệt cái nào. Tối nay không thể ôm cái thân thể mềm mại như bông này rồi. Cô bị hắn dọa, vội vàng quay đầu nhìn tình hình trong phòng. Cũng may, cha Hứa và mẹ Hứa đều không chú ý đến bên ngoài ban công này. Cô vội vàng hôn cái chụt lên mặt hắn, rồi đẩy hắn ra. Trung Định đang tính hôn cái nữa thì tiếng nói của Hứa Thất Trúc đã chuyển tới. Chị, hành lý của chị em kéo vào giùm chị rồi này. Ừ, Hứa Huệ Chanh hốt hoảng đáp lại, thoát khỏi cái ôm của Trung Định. Hứa Thất Trúc kéo cửa ban công ra, nhìn thấy mặt cô đỏ rực, lại nhìn bóng lưng của Trung Định, nhất thời hiểu ra điều gì đó,
Thế là cậu cũng trở nên bối rối. Trung Định rất bình thản, khi xoay người lại sắc mặt chẳng hề khác lạ. Lúc hắn theo cha Hứa ra ngoài, Hứa Huệ Tranh vẫn không yên tâm, lại nhắn tin cho hắn. Nhớ nhá, có gì không tốt thì đừng nói với ba em. Hắn nhìn cô một cái khe khẽ gật đầu. Cô cười, tiễn hắn và cha Hứa ra khỏi cửa. Tòa nhà này đã kha khá tuổi rồi, có hai tầng lầu đèn bị hư không sáng đèn. Mắt của Trung Định nhìn trong đêm vẫn coi như tốt. Hắn nhìn dáng vẻ cha Hứa đỡ lan can bước đi nhắc nhở. Chú cẩn thận một chút. À không sao không sao. Tiếng phổ thông của cha Hứa đầy khẩu âm tứ xuyên. Đèn này hai ba hôm lại hỏng, quen rồi. Trung Định nghe rất tốn sức, chỉ có thể qua quýt đáp lại. Khách sạn cha Hứa chọn là một chuỗi khách sạn kinh doanh, tốt hơn rất nhiều so với những khách sạn bình thường bên đường. Phục vụ chỗ tiếp tân nói chuyện đều là tiếng tứ xuyên, Trung Định đứng một bên như vịt nghe sấm. Cho đến khi cha Hứa móc tiền ra, Trung Định mới lên tiếng. Để cháu được rồi. Cha Hứa lắc đầu, để chú. Ngay sau đó liền đưa tiền qua. Trung Định ngược lại lại không quen, hoặc là nói trước nay đều là hắn trả tiền, hôm nay đây là lần đầu tiên. Cha Hứa hoàn toàn xem Trung Định như vãn bối, mua cả kem đánh răng và bàn chải, lúc đưa cho hắn còn dặn dò. Gần đây trời mưa, ban đêm tương đối lạnh, tự mình chú ý giữ ấm. Vâng, bởi vì hoàn cảnh gia đình, Trung Định khuyết mất một phần tình cảm nào đó. Từ nhỏ đã phạo mạn hung tàn, hắn không biết phải đối diện với sự quan tâm của người khác như thế nào, bởi vì sống đến bây giờ, căn bản chẳng có mấy người thật lòng quan tâm đến hắn. Sự nhiệt tình của cha Hứa khiến cho tâm tình hắn khẽ khàng nhộn nhạo. Cứ như thế, hắn ở lại cái khách sạn bình dân này. Phòng ốc tương đối đơn sơ, truyền hình chỉ có vài kênh là rõ ràng. Nút ấn của bồn cầu phải ấn 4-5 lần mới có phản ứng. Máy nước nóng năng lượng mặt trời đến nửa tiếng sau cũng chưa nóng lên chút nào. Không biết từ khi nào có một tấm thiếp nhỏ được nhét qua khe cửa. Cái gì mà tiếp viên hàng không, gái văn phòng, y tá, nữ cảnh sát cần gì có đó. Sau đó điện thoại trong phòng vang lên. Trung Định trực tiếp rút dây điện thoại. Hắn đốt thuốc, nửa dựa người vào đầu giường. Vị trí bên cạnh trống không, hắn không quen. Lúc này đây, hắn thật sự rất nhớ đóa hoa ngốc đó. Tối hôm đó, Hứa Huệ Tranh và mẹ Hứa tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Cô không nhắc nửa lời đến quá khứ nhấp nhô của mình. Chuyện cô nói đa phần đều liên quan đến Trung Định. Mẹ, mẹ đừng trông Trung tiên sinh không nói gì nhiều. Thật ra ảnh đối với con rất tốt, rất rất tốt đấy. Anh ấy ngoài lạnh trong nóng, miệng lưới nói chuyện chẳng dễ nghe, nhưng làm việc thì đều rất săn sóc. Anh ấy đẹp trai lắm phải không? Đi ngoài phố rất nhiều cô gái liếc mắt đưa tình đấy. Nhưng mà ảnh nói con cũng là tiểu mỹ nhân. Câu cuối này của Hứa Huệ Tranh, ngữ điệu có chút nâng lên. Mẹ Hứa nhàn nhạt cười nghe con gái nói chuyện. Hứa Huệ Tranh chỉ đơn giản nói Trung Định làm ăn vốn nhỏ, nhưng mẹ Hứa có thể nhìn ra được, hắn không phải là người bình thường. Với điều kiện của Hứa gia thế này, có lẽ là với cao rồi. Chỉ là bà cảm thấy cậu thanh niên đó rất tốt, điều kiện phòng ốc của Hứa gia khá tệ. Sau khi hắn vào nhà lại chẳng có chút thái độ cao cao tại thượng, ngược lại lại càng thêm khiêm tốn. Điểm này đúng là khó mà có được. Nếu như con gái đã thích, vậy thì bà cũng không có lý gì đi phản đối. Hai ngày sau này, bà mẹ vợ là mẹ Hứa nhìn chàng rể này, đúng là càng ngày, càng nhìn lại càng thích. Trung Định cũng không biết thế nào, sau khi bước vào Hứa gia, một cách tự nhiên đã thay đổi hết tác phong ương ngạnh thường ngày, tuy chẳng nói chuyện gì mấy, nhưng rất lễ phép. Cha Hứa, mẹ Hứa đều là người vùng thôn quê, chất phác không màu mè, nói chuyện với Trung Định cũng không giấu giếm thăm dò, thật sự đối đãi với hắn như người trong nhà vậy. Trước khi làm cơm, đều hỏi xem hắn thích ăn món gì, Trung Định đều cười đáp lại. Cái gì cũng được ạ. Kỳ nghỉ của cha Hứa chỉ có 2 ngày, cuối cùng đã phải trở về thành phố C. Hứa Huệ Tranh thấy mắt mẹ mình bất tiện, cha mình chạy qua chạy lại giữa hai thành phố, bôn ba cực nhọc, cảm thấy trong lòng chua xót. Cô tìm một cơ hội, kéo Trung Định ra siêu thị mua đồ dùng trong nhà, thương lượng với hắn. Trung tiên sinh, em muốn kêu cha đừng đi làm việc nữa, ông lớn tuổi rồi, rất cực khổ. Trung Định đẩy xe hàng, ném một hộp kẹo vào trong xe. Chúng ta không phải có tiền để dành sao? Em tính rồi, tạm thời nuôi cha mẹ em thì không có vấn đề gì. Đợi em đi tìm được việc làm rồi là có thể kiếm thêm tiền sinh hoạt. Hứa Huệ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn. Anh nói xem có được hay không? Mắt của hắn nhìn lên hộp sô-cô-la trên kệ hàng. Cô thấy dường như hắn chẳng để tâm, cũng không biết rốt cuộc có nghe lời cô nói hay không. Thế là cô tăng thêm ngữ khí, nói rằng: Trung tiên sinh,
Anh lặp lại lời em vừa nói đi. Trung Định vẫn thờ ơ cầm lấy kẹo sô-cô-la. Trung tiên sinh, cô nâng cao âm lượng. Cuối cùng thì hắn cũng liếc cô một cái. Hứa Huệ Tranh bỏ kẹo sô-cô-la trong xe về lại quầy, thoáng oán giận. Anh không nghe em nói gì cả. Không phải đang nghe sao? Ánh mắt của Trung Định chuyển về phía kệ hàng. Vậy em nói có được hay không? Hắn lại bỏ hộp kẹo sô-cô-la vào lại xe hàng. Em thấy được là được. Cô nhìn xe hàng một cái, cuối cùng không đụng vào kẹo của hắn nữa. Vậy khi trở về, em sẽ nói với ba em đó. Sau này mỗi tháng em sẽ cho họ sinh hoạt phí. Cô nói câu này chẳng có chút sức lực nào. Dù sao thì bản thân cô vẫn chưa có thu nhập gì mà. Em là người quản lý tiền mà. Em muốn thế nào thì cứ thế ấy đi. Cô đảm bảo với hắn. Anh yên tâm, em sẽ không tiêu xài lung tung đâu. Trung Định vừa nghe câu này thì đã cười. Em cũng phải có bản lĩnh mới được. Tính toán tỉ mỉ thì ngoại trừ ngày thường cơm ba bữa, những mặt khác thật ra cô chẳng tiêu tiền của hắn là mấy. Cô không thích trang điểm, không thích ăn diện, quần áo cô mặc cũng chỉ có tới lui vài bộ. Vẫn là hắn nhìn không nổi, căn dặn cửa tiệm đưa một đống mẫu mới hợp mùa tới. Hắn kiếm lý do để chuyển một số tiền mặt cho cô, để cô chơi đùa giết thời gian. Kết quả, cô lại đem toàn bộ đi gửi ngân hàng. Trước kia, quan hệ nam nữ của Trung Định không gì ngoài giao dịch tiền bạc, ngủ xong trả tiền, tiền trao cháo múc. Thỉnh thoảng gặp phải cô nào đòi hỏi quá đáng, hắn chỉ quét một tia mắt lạnh lẽo, đối phương liền run rẩy sợ sệt. Còn cô bạn gái chân chính này thì lại là hắn thay phương đổi cách muốn cho cô tiền, còn cô thì lại thay hắn gom nhặt tích lũy. Hứa Huệ Tranh nói chuyện này cho mẹ Hứa biết trước. Mẹ Hứa đương nhiên hy vọng cha Hứa không cực khổ như thế nữa. Bà hỏi tình hình kinh tế của Hứa Huệ Tranh. Hứa Huệ Tranh giải thích mình vẫn còn tiền để dành. Mẹ Hứa nghĩ cha Hứa đã lớn tuổi như vậy, còn phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi, liền gật đầu đồng ý. Thế nhưng bên cha Hứa, tốn một khoảng thời gian mà chẳng có kết quả. Cha Hứa lo lắng con gái quá dựa dẫm vào Trung Định. Trước mắt chuyện kết hôn gì đó vẫn chưa có tin tức, mà đã dương to mắt chờ đợi đối phương hỗ trợ kinh tế thế này, cực kỳ không ổn. Hứa Huệ Tranh vội vàng nói, con bây giờ đang học, đợi khi con có năng lực rồi thì sẽ ra ngoài làm việc, hơn nữa con còn có tiền tiết kiệm của mình mà. Cha Hứa vẫn từ chối, anh chàng thanh niên đó ưu tú nhường nào không phải là ông không biết. Đây là một mối quan hệ môn không đăng hộ không đối, bây giờ tình cảm ổn định thì chuyện gì cũng dễ nói. Ngộ nhỡ một ngày có gì sứt mẻ, đến lúc đó tất thảy những thứ Trung Định chu cấp cho Hứa ra đều có thể biến thành vũ khí công kích, khiến cho Hứa Huệ Tranh chẳng còn mặt mũi. Tuy rằng Hứa ra không sung túc gì, thế nhưng trong lòng cha Hứa, con gái của mình là báu vật quý giá nhất trần đời. Tuy rằng sự cách biệt thân phận không có gì thay đổi được, vậy thì ít nhất ông cũng không thể để con gái mình rớt giá được. Ông là gả con gái, chứ không phải là bán con gái. Hứa Huệ Tranh khuyên can mãi, cha Hứa vẫn không đồng ý. Cuối cùng ông nói, xỉu nha, đợi khi công việc con ổn định, cuộc sống an nhàn, thì bà sẽ nghỉ hưu. Hứa Huệ Tranh nghe vậy, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Năm đó cô nói muốn ra ngoài làm việc, thế nhưng đã hơn 6 năm trôi qua, cô chẳng giúp được chút gì cả. Lần này trở về, cha mẹ đã già đi rất nhiều, cô nhìn mà đau lòng vô cùng. Sau đó cô thuật lại lời của cha Hứa cho Trung Định nghe. Trung tiên sinh, em còn phải học đến khi nào vậy? Khóe miệng của Trung Định giật giật. Em cảm thấy kiến thức 3 năm trời có thể hiểu hết trong vài tháng không? Hắn không thể hiểu được cách nghĩ của cha Hứa. Trong nhận thức của hắn, nếu như hắn đã gánh vác cuộc sống của Hứa Huệ Tranh rồi, vậy thì cộng thêm vài người nhà của cô cũng chẳng sao cả. Nhưng mà em rất muốn đi làm. Nói xong đột nhiên cô nghĩ ra gì đó, lại tiếp tục nói. Anh nói, hay là em tìm một công việc đơn giản trước, như vậy thì ba em có thể yên tâm rồi. Trung Định ngay lập tức bác bỏ đề nghị của cô. Nếu là công việc, qua một khoảng thời gian nữa hắn nói. Bây giờ vẫn còn bị Trung gia vướng chân, tạm thời hắn không có thời gian. Đợi khi mọi thứ đều được giải quyết rồi đương nhiên sẽ dễ xử lý hơn. Gần đây Trung gia không mấy yên ổn. Phượng Hữu có một người anh em họ hàng giáp ở nước ngoài thiếu một khoản nợ lớn. Để trả tiền, cả ta tìm Phượng Hữu mượn tiền. Phượng Hữu chính là loại người anh em gặp nạn thừa cơ hãm hại. Lúc đồng ý gã rất sảng khoái, giáp còn tưởng mình đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Sau này giáp trả hết số nợ đó rồi, nhưng lại thiếu Phượng Hữu khoản cho vay nặng lãi. Lúc đầu giáp không hề biết đó là cho vay nặng lãi. Khi ký thỏa thuận, gã ta chỉ nhìn lướt qua, cảm thấy không có vấn đề gì, liền ký tên. Ai ngờ lại bị sụp cái bẫy từ ngữ. Địa điểm ký thỏa thuận kia
là văn phòng làm việc của Phượng Hữu, chỉ có hai người đương sự có mặt, ai đúng ai sai, không người làm chứng. Chỉ là dựa vào sự hiểu biết của mọi người đối với Phượng Hữu, trong lòng họ đều hiểu rõ, e rằng những lời giải thích của Giáp mới là sự thật. Hết tập 18. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.